16. Tu Chen Si, Ye Si, Tu Ji. Sinh năm 1800, mất năm 1866. Tu Chen Si, Ye Si, Tu Ji là hóa thân về tâm của Jimmy Limpa. Ngài đã biểu lộ năng lực tâm giác ngộ của Ngài trong hình thức thần diệu phi thường. Và về mặt này, Ngài là đạo sư vĩ đại nhất của truyền thống Phật giáo Mật Thừa Tây Tạng trong nhiều thế kỷ qua. Mẹ Ngài mang thai Ngài với một người cha không sống trong cõi người. Ngài sinh ra với những dấu hiệu kỳ diệu. Ngay từ thời thơ ấu, Ngài đã bắt đầu nói và biểu lộ năng lực, nhận những gia hộ và giáo lý từ chư Phật và các đạo sư trong những linh kiến thanh tịnh, khám phá nhiều đồ vật và giáo lý ẩn dấu như tơ ma, đánh thức sự chứng ngộ trong nhiều đệ tử, truyền bá giáo pháp bí truyền không hề mệt mỏi và dẫn dắt nhiều chúng sanh trong cõi người và phi nhân đến với giáo pháp. Ngài được bảo vệ và trông nom bởi sự hiện diện của các phi nhân. Thân Ngài biến mất trong nhiều ngày để viếng thăm các cõi tịnh độ. Tâm Ngài du hành tới các cõi tịnh độ, làm hồi sinh nhiều người chết hay bị giết, và để lại những dấu vết của thân Ngài trên nhiều tảng đá, như thể ở trên bùn. Tu Chen Si cũng được gọi là Ye Si Tu Si, Rijin Jalu Tu Si và Chathun Le Chi Pago. Ngài được sinh ra trong một bộ tộc Golok, nhưng Ngài đã sống hầu hết phần cuối cuộc đời ở gần Tashido. Vì thế, Ngài được gọi là Chen Si Sứ Tô. Chen Si có nghĩa là bậc có trí tuệ và lòng bi mẫn, là một trong những danh hiệu của Jimmy Limpa, hóa thân trước đây của Tu Chen Si. Trong một chuyến du hành, khi cha mẹ Ngài ở Hasa tại lăng mộ Matrik Baha, hai người đàn bà dẫn mẹ Ngài đi qua một bức tường mà bà nhận thức như một cái cửa, và bà đi vào một cung điện lộng lẫy và tuyệt đẹp. Sau khi kinh nghiệm một sự thân mật với một người trẻ trung quý phái ở cung điện, bà được hai người đàn bà đó đưa trở ra và thấy mình ở cùng lăng mộ đó. Chồng bà và những người khác đã tìm kiếm bà trong 3 ngày. Người thanh niên đó tên là Nhan Chang Thang La. Sự hiện diện thiêng liêng tại rặng núi Thang La của Tây Tạng, một trong những vị bảo hộ đất đai quan trọng nhất của Tây Tạng. Chẳng bao lâu, mẹ của Tu Chen Si trở thành một người trung gian, và tất cả những người trong gia đình không ngừng chứng kiến những hiện tượng ánh sáng, linh kiến, tiếng nói và các thông điệp. Cha mẹ và bạn hữu của Tu Chen Si vui thích nhưng hoảng sợ và bối rối. Họ trông chờ sự gia hộ của một hóa thân Phật và sợ bị ám chướng bởi một thế lực quỷ ma ác hại. Tu Chen Si ra đời vào ngày 15 tháng 10 năm Kim Thân, thuộc Rajun thứ 13, năm 1800, tại công sơ Kado trong thung lũng Ma, một cánh đồng rộng lớn và đẹp, là nơi sông Ma Chu, tức sông Hoàng Hà, chảy qua. Cha nuôi của Ngài là Sunam Phen của nhóm bộ tộc Choco thuộc bộ tộc Golok Achon, và mẹ Ngài là Siwan Men thuộc bộ tộc Tawa. Ngay sau khi Ngài sanh ra vào buổi sáng một ngày trăng tròn, Tu Chen Si ngồi trong tư thế thiền định và chạm tay vào những tia nắng mặt trời đi vào lều. Ngài hát những mẫu tự chữ Phạn. 3 ngày sau khi sinh, Ngài biến mất khỏi lòng mẹ, nhưng vào ngày thứ 3, Ngài xuất hiện trở lại ngồi trên đầu gối mẹ. Trong thời gian đó, như Ngài viết sau này, một người đàn bà có màu đỏ mang Ngài tới một cõi tịnh độ. Trong một cung điện như pha lê, nhiều lạc ma và đa kỳ ni tẩy tịnh cho Ngài bằng nước tinh khiết lấy từ một cái bình pha lê. Họ ban cho Ngài những gia hộ và lời tiên tri. Sau đó,
Ngài luôn luôn nhìn thấy ở quanh Ngài những tia sáng và những dòng ánh sáng với hình ảnh của chư Phật trong đó. Ngài luôn luôn có cảm tưởng rằng có hai đứa trẻ cùng nô đùa với Ngài. Một hôm, nhờ bàn tay trợ giúp của những đứa trẻ vô hình, Ngài đứng dậy nhìn lên bầu trời và nhìn thấy Rangto Pari, quải tịnh độ của Guru Rinpoche. Trong quải tịnh độ Guru Rinpoche và tập hội các trì Minh Dương và Dakini đang thọ dụng một lễ cúng dường tiệc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm Ngài tràn đầy lòng sùng mộ và mắt Ngài đẫm lệ. Vào lúc đó, mẹ Ngài nhìn thấy Ngài và kêu to: "Em bé đứng." Âm thanh đó làm Ngài thức dậy khỏi kinh nghiệm và ngã xuống đất. Sau lần đó, Ngài giống một đứa trẻ bình thường hơn một chút. Mỗi khi cha mẹ du mục của Ngài đi đây đó, tới những địa điểm cắm trại, Ngài nhìn thấy hình tướng kỳ lạ của những chúng sinh tiễn Ngài đi với vẻ buồn rầu, và những người khác đón chào Ngài tới những địa điểm mới của họ với vẻ hết sức vui mừng và hoan hỷ. Ngài luôn luôn được các hộ pháp bảo vệ, họ lau rửa cho Ngài ăn và gia hộ cho Ngài. Một hôm, Ngài nhìn thấy một yogi mật thừa nói ông ta là Nhan Nhin Ma Ô Sơ và bảo Ngài đi tìm Lạc Ma Su Nam Chô Ten là Sang Dê Linh Pa trở lại thế giới con người. Sau đó, Ngài bắt đầu yêu cầu cha mẹ Ngài đưa tới Lạc Ma Su Nam Chô Ten, nói rằng nếu không thì Ngài sẽ chết, nhưng không ai biết vị Lạc Ma đó. Tô Trúc Trang đệ nhất đang viếng thăm một nơi gần đó, và thân phụ của Tô Trang Si thuật lại những câu chuyện của đứa con trai của ông cho vị thầy này nghe và hỏi: "Ngài có biết Lạc Ma Su Nam Chô Ten là ai không?" Tô Trúc Trang nhìn chăm chú lên bầu trời một lát rồi chắp tay nơi tim trong cử chỉ sùng mộ. Ngài nói: "Có, ta biết Ngài rất rõ. Ngài là một pháp lữ của ta. Dù thế nào chăng nữa, ta sẽ tới thăm con trai ông." Khi tới nơi, Tô Trúc Trang hỏi đứa trẻ: "Con biết ta không?" Tô Trang Si chỉ mới hơn một tuổi, cậu nói: "Biết, Ngài là Su Nam Chô Ten. Con biết Ngài, Ngài đã rời bỏ con." Tô Trúc Trang bế đứa bé lên và mắt đẫm lệ, Ngài nói: "Đúng, con nói đúng. Ta có thể hiểu được vì sao con lại cảm nhận theo cách đó. Nhưng trước đây ta không tìm ra con. Bây giờ ta sẽ chăm sóc con." Sau này, Tô Trang Si viết rằng Ngài đã nhìn thấy Tô Trúc Trang trong thân tướng của Đức Guru Rinpoche. Tô Trúc Trang tụng những lời cầu nguyện cần thiết và gia hộ cho đứa trẻ và nói với cha mẹ cậu bé: "Su Nam Chô Ten là tên của ta, nhưng ngoại trừ một lạc ma, không ai biết tên đó. Bây giờ tất cả quý vị nên đến chỗ của ta, nếu không con trai quý vị có thể không sống được." Theo tiểu sử của Jimmy Lingpa, vào lúc Tô Trúc Trang từ trụ xứ của Jimmy Lingpa ra đi, Tô Trúc Trang khẩn cầu Jimmy Lingpa tái sinh trong xứ của Tô Trúc Trang để họ có thể tụ hội với nhau. Vì thế, đó là một bắt buộc mà Tô Trúc Trang phải hoàn thành. Giả lại, Tô Trang Si là tái sinh của vị thầy của Tô Trúc Trang. Vì thế, cha mẹ của Tô Trang Si đi ngược lại với những lý lẽ của thân quyến vô thần, đã mang Ngài tới tu viện Xuất Trang Tago Kopa của Tô Trúc Trang. Tô Trang Si cứ nhìn thấy Tô Trúc Trang trong những hình tướng khác nhau với những loại hiện thể và những điều quyền nhiệm. Và chỉ sau này Ngài mới nhận ra rằng đây không phải là những tri giác bình thường. Vì sao Tô Trang Si, chị Ngài và cha mẹ Ngài đi theo Tô Trúc Trang khi vị thầy này du hành tới tu viện Du Trang và cung điện Tê Rê? Chị Ngài Dakini Losa Tôn Ma là Đức Tara trong thân tướng con người,
một đạo sĩ vĩ đại và một bậc lão thông. Từ thời thơ ấu cho tới khi chết, bà đã hiến dâng đời mình cho Tô Trang Si như đệ tử, bằng hữu và người dẫn dắt thân thiết của ngài. Trong khi ngài đang ở gần tu viện Su Trang, một người bạn nói với ngài: đó là con đường đi tới Lhasa. Câu nói đó đánh thức trong ngài một cảm xúc vô cùng buồn bã, và sau đó những hồi ức về Zering Chong và chim pu lóe lên trong tâm ngài. Vào ban đêm, ngài mơ thấy vị bảo trợ của Samye Chimpu, một người đàn ông mặc y phục trắng cưỡi một con ngựa trắng. Ông ta khẩn cầu ngài trở về ẩn thất của ngài cùng với vợ, con trai và các đệ tử của ngài ở miền Trung Tây Tạng. Từ Tô Trúc Trang cùng với Sê Trang Ra Cham Đệ Tam, Ca Thót Si Tu Đệ Nhất và khoảng 100 người, ngài nhận những trao truyền văn bản và các quán đảnh Nhìn Thích Gia Si, Jotun, Long Trang Nhìn Thích và những tác phẩm của Rinmi Limpa. Mặc dù Tô Trúc Trang đã xác nhận ngài là hóa thân của Rinmi Limpa, nhưng điều này được giữ bí mật bởi phải có sự phê chuẩn chính thức của miền Trung Tây Tạng từ trụ xứ và gia đình của Rinmi Limpa thì mới đúng cách. Sau đó, tin tức về việc Sacha Kongma Wantu Nhinpo và các tái sinh Kri Kung phê chuẩn xác nhận Tô Trang Si là tái sinh của Rinmi Limpa đến với những người đã đưa ngài tới Rinh Cung. Sacha Kongma là một đệ tử của Rinmi Limpa, và hai vị lãnh đạo của Rinh Cung là các con trai của Rinmi Limpa và con nhon, đệ tử chính yếu của ngài. Sau đó, trước sự hiện diện của Tô Trúc Trang, Nhiếp Chính Hoàng Hậu và Thái tử xứ Tê Rê, với những người đại diện của các tu viện Ca Thót, Dô Trang, Xét Trang và Rinh Cung, Tô Trang Si vượt qua những kiểm tra chính thức nhờ nhận ra được các pháp khí thuộc về Rinmi Limpa. Mọi người tràn ngập niềm vui và lòng kính ngưỡng. Sau đó, ở La Lung Khúc, ở Tê Rê, một lễ tôn phong trang nghiêm được cử hành với sự bảo trợ của cung điện Tê Rê và các tu viện. Cung điện Tê Rê thực hiện mọi chuẩn bị cần thiết cho chuyến du hành dài tới miền Trung Tây Tạng của ngài. Vào lúc khởi hành, Tô Trang Si buồn vì phải rời Tô Trúc Trang, đến nỗi trái tim ngài như thể bị chẻ ra và hai bàn tay nhỏ bé của ngài cứ níu chặt lấy Tô Trúc Trang. Jimmy Chan Chúc, một người cháu của Tô Trúc Trang, phải dùng sức mạnh để gỡ ngài ra. Tô Trang Si, cha mẹ và chị ngài tới nơi cùng với một tiệc liên quan lớn tại Giang Riga ở Tri Cung sau một chuyến du hành kéo dài nhiều tháng. Ngài được đón tiếp bởi hai vị lãnh đạo của dòng Tri Cung là Ráp Trung Tenjin Pema Chansen, nam tử của Công Nhong, và Cha Si Nhin Chê Ô Dơ, nam tử của Rinmi Limpa. Ở đó, ngài được tôn phong trong một buổi lễ trang trọng. Sau đó, ngài là Phô Trang Dô Sa ở Tri Cung làm trụ xứ chính của ngài. Từ Dơ Rinh Son, Cha Chung Trô Ca và Ô Dơ Tha Dê, vị phối ngẫu và cháu của Rinmi Limpa đến thăm ngài. Sau một thời gian, cha mẹ và chị ngài đi Gô Lốc. Trong khi ngài tập đọc, ngài có thể nhớ được một trang mỗi ngày, đó là điều tốt đẹp. Nhưng ngài có thể lặp lại tất cả những giáo lý khẩu truyền do một học giả ban cho, điều này thật hiếm có. Vị học giả nói: Tô Trang Si sẽ trở thành một người uyên bác về ý nghĩa hơn là trong ngôn từ. Trước hết, Trang Chúc, một người cháu của Tô Trúc Trang, lưu lại làm thầy trợ giáo của ngài, và sau đó Tô Trúc Trang gửi Nhim Ma Cha Sang tới giúp Trang Chúc. Ngài nhận nhiều truyền dạy từ Giáp Trung Cha Si và Cha Sáp của tu viện Su Phu và kinh nghiệm nhiều linh kiến. Năm 1810, khi ghé qua Sam Di Chim Phu Ten Sat Hill,
Yangri Khama và Yalung, ngài viếng thăm Tririn Chong và ngài trở về Tri Cung Jongsa qua Paris. Sê Trác và Yamalung, ngài viết trong động Sê Trác từ trái tim của pho tượng trông giống ta của Guru Rinpoche. Một tia sáng xuất hiện và chạm vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy kinh nghiệm kéo dài một lát trong giác tánh nội tại thuần tịnh nguyên sơ vượt khỏi những biểu lộ. Nhưng vào lúc ấy, tôi không ý thức được thực sự điều đó là gì. Tại Yamalung, ngài gặp Longchen Rupasa, một trong những đệ tử chính của Jinmi Lingpa, và nhận quán đảnh trường thọ. Năm 1811, cha của Tô Chan Si và những người khác từ Gô Lúc trở về với một lá thư của Tô Trúc Chan yêu cầu Tô Chan Si viếng thăm ngài. Tô Chan Si đi Lhasa và được chính phủ cho phép trở lại Kham. Ngài được ban tặng mũ và quần áo của một Khenpo và được Temo Tukten Rinmi, tân nhiếp chính của Tây Tạng, xác nhận. Năm 1812, ngài được sum họp với mẹ và chị ngài trên đường đi tới Yalung Bemako, sau đó ngài quay trở về. Năm 1813, cùng với Jochen Rinpoche đệ tử, Ponglop đệ tam và khoảng 60 đệ tử, ngài nhận Nhiên Thinh Rasi, Chu Chudun, Damcho Tenchen Lamchok và nhiều trao truyền khác từ Tô Trúc Chan. Cùng với Si Chen Lama Uyên Nopu, Repa Tamsik Toje và những người khác, ngài nhận Gewa Sumchi Dongkri Machik Nhan Chu và những giáo lý khác. Cùng với Cham Lung Ba Chen Nam Kha Rinmi của tu viện Rekong, ngài nhận Munbe Najo Yangti Napo Sechi Tuchik Jochen Ati Japton và những trao truyền khác từ Tu Chúc Chan. Năm 1814, ngài viếng thăm cung điện Teji và ban quán đảnh Long Trang Nhân Thiết. Tại Jachukha, ngài gặp Chao Quê Nyuku và Gilung Lama Rinmi Gosa. Cả hai đều là những đệ tử chính của Rinmi Lingpa. Trên đường trở về Yalung, ngài nhận giáo lý về những kho tàng của những phẩm tính cao quý Tất Bù Thắc Chen và Dê Sê Lama từ Tô Trúc Chen. Năm 1815, khi 16 tuổi, ngài được Tô Trúc Chan gửi tới miền Trung Tây Tạng cùng với khoảng 100 người để cúng dường cho các lạc ma và tu viện. Khi chỉ thị cho ngài trở về trong một năm, Tô Trúc Chan ban cho ngài 5 mục tiêu chính cần hoàn thành trong cuộc hành trình này. 1. Nhận các quán đảnh Haya Riya và trường thọ từ Ranya Chasi. 2. Thực hiện 100.000 cúng dường mạng Đà La tại Samye. 3. Thực hiện nhập thất 7 ngày tại Chimpu về lời cầu nguyện của Guru Rinpoche. 4. Tiệt trừ những chướng ngại khuấy động tại Kuzulin ở Samye bằng mọi giá. Và 5. Thiết lập một mối liên hệ tâm linh với thánh địa Chapuri. Trên đường đi, Tô Trang Si tới gặp Ranya Chasi, bậc đang phô diễn hành vi ngông cuồng. Khi đó, Tô Trang Si là một sa di và thoạt tiên không thể nhận thức sâu sắc những gì ngài nhìn thấy. Nhưng bởi thầy của ngài chỉ thị là phải tới gặp Ranya Chasi, Tô Trang Si khẩn cầu vị thầy này ban quán đảnh Haya Riya. Thay vào đó, Chasi chĩa một khẩu súng vào tim ngài và bắn. Viên đạn không làm ngài bị thương nhưng biến thành một hình ảnh Haya Riya. Khi Tô Trang Si khẩn cầu một quán đảnh trường thọ, ngài được ban cho một ít tro từ tẩu thuốc của Chasi trộn với nước bọt trong một cái tách. Chúng lập tức biến thành cam lồ thanh tịnh. Trên đường tới Lhasa, một hôm Tô Trang Si dẫn Rissa và Utze tới một trại du cư khét tiếng ở miền Jeche để mua thịt.
một con chó trắng và một con chó đen thoát ra và tấn công các ngài. Và Tô Chan Si chặt chúng ra làm hai bằng lưỡi kiếm của ngài. Khi những người du cư tới phản đối các ngài vì đã giết chó của họ, Tô Chan Si ráp thân trên của con chó trắng với thân dưới của con chó đen và thân trên của con chó đen với thân dưới của con chó trắng. Và hai con vật đứng dậy rồi bỏ chạy. Những người du cư hết sức kinh ngạc. Họ lập tức xin lỗi và hứa sẽ luôn luôn thực hiện những hành vi đúng đắn. Sau này, khi những con chó chết để tưởng nhớ sự kiện quyền diệu này, người ta lưu giữ da của chúng tại một tu viện tên là Rinpoche Dzogchen. Tại tri cung, Tô Chan Si sung sướng được tụ hội với Rab Trung và Cha Si và nhận các quán đảnh từ các ngài. Tại Lhasa, nhiếp chính Tây Mô rất hữu ích và Tô Chan Si nhận những trao truyền từ Long Chan Robasa một lần nữa. Ngài đi hành hương tới nhiều thánh địa và thực hiện những lễ cúng dường. Tại Sam Dê, trước tượng Ruwo, ngài tích tập 100.000 lễ cúng dường mạng Đà La Cát. Ở Bạc Khang, Du Cha, Bạc Qua, trong chùa chính tại Sam Dê, ngài nhất tâm cầu nguyện trong khóa nhập thất một tuần lễ. Một đêm, một yogi trong khủng khiếp thình lình tới nhảy múa và ban cho ngài các tiên tri. Một tối khác, một người đàn bà đưa ngài lên lầu và ngài nhìn thấy bốn hình ảnh Yagrochana ngồi đâu lưng lại với nhau. Họ cùng nói, bởi sự phô diễn quyền nhiệm của sự hiểu biết và không hiểu biết thực tại, sinh tử và niết bàn được phân chia riêng rẽ. Từ những mê lầm do các niệm tưởng lộn xộn tạo ra cái gọi là thế giới của sáu cõi được thiết lập. Trong sự hiển lộ thanh tịnh của bốn thân Phật, không có gì ngoài những cõi tịnh độ của ba Phật thân. Bốn hình ảnh ban cho ngài các giáo lý, quán đảnh và tiên tri. Ngài trở lại vườn với sự đại lạc trong thân và sự chứng ngộ phi thường trong tâm thức. Tại động Trama Kê Úc Sang, ngài thực hiện 100 cúng dường Tosho trước tượng Trông Giống Ta của Guru Rinpoche. Sau khi có những linh kiến trong giấc mơ, ngài thức dậy và nhìn thấy hình ảnh của Guru Rinpoche trong thân ánh sáng phát ra những tia sáng chói lọi tràn ngập toàn thể điện thờ. Những tia sáng trắng, đỏ và xanh dương chạm vào ngài. Ngài nghe âm thanh của nhiều giọng hát tụng, lời cầu nguyện bảy dòng trong những quãng âm cao, và những người đang ngủ gần đó nghĩ rằng Tô Chan Si đang hát tụng vào lúc nửa đêm. Sau đó, ngài di chuyển tới động Sang Phúc Hạ ở Chiêm Phu. Ngài kinh nghiệm mãnh liệt về sự vô thường của cuộc đời và không tìm được giải pháp nào khác. Ngài tập trung cầu nguyện Guru Rinpoche với lòng sùng mộ nhất tâm. Một đêm, bà Dakini khủng khiếp xuất hiện và nói, trong thế giới loài người, ngài bị ô nhiễm bởi tử cung con người, bởi bám chấp vào bản ngã của những hình tướng hảo quyền, sự vô minh của việc bám chấp và bị bám chấp đã hiển lộ. Không có cách nào khác ngoài việc phải tách lìa ngài khỏi thân thể xấu xa của ngài. Họ cắt thân ngài thành nhiều mảnh và ăn hết, kể cả tâm thức của ngài. Vì thế, ngài rơi vào sự vô ý thức. Khi ngài nhận thức trở lại, ngài nhìn thấy những phối ngẫu kim cương tác đỏa trước mặt ngài. Nhờ ánh sáng phát ra từ các vị phối ngẫu kim cương tác đỏa chạm vào ngài, ngài cảm thấy mình có một thân ánh sáng. Các lạc ma và Dakini ban cho ngài những gia hộ và tiên tri về việc ngài sẽ khám phá tư ma tâm. Kỷ đó, ngài trải qua 7 đêm tại Kozoling, chùa hộ pháp tại Samji, thực hành pháp chô để tiệt trừ tận gốc sự xao động của những cảm xúc và ý niệm tiêu cực. Ngày hôm sau, vị vấn linh của Samji, trong khi được hộ pháp nhập vào, đã tới và nhốt ngài vào trong hầm chứa. Ở đó hoàn toàn tối tăm, ngài đã thực hiện một thực hành chô và thiền định tốt nhất trong khả năng của ngài. Ngài nhìn thấy những hiện tướng khác nhau và nghe những âm thanh đe dọa và gọi tên ngài. Và điều đó thật khủng khiếp.
Ngài nghĩ đây là điều Pháp Vương Tô Trúc Trang đã chỉ thị cho ta làm. Vì thế, để làm thực hành này, cho dù phải mất mạng, ta cũng chẳng sợ hãi hay hối tiếc. Nếu ta không sợ chết, thì cho dù toàn thể thế giới xuất hiện như kẻ thù của ta, điều đó không làm phiền ta chút nào. Sau đó, mọi khuấy động được làm an dịu. Chẳng bao lâu, vị vấn linh được hộ pháp nhập vào, mở cửa, đưa ngài ra ngoài và tỏ lòng tôn kính ngài. Tại Serinchon, ngài thực hiện những lễ cúng dường trước di cốt của Rinmi Limpa. Ngài muốn ở lại một lát, nhưng việc đó không thực hiện được. Sau đó, tại tu viện Bari, từ Tuku Suchan, ngài nhận các trao truyền trung thích và những giáo lý khác. Sau khi viếng thăm các tu viện Mingrolin và Tu Duy Trắc, ngài tới Chazam Chuwori và cúng dường Tư Sóc trong hang động linh thiêng. Trong một giấc mơ, ngài nhìn thấy Thang Ton Chapu nhận những gia hộ khiến ngài tràn ngập những kinh nghiệm đại lạc, sự quang minh và tánh không. Ở đó, Tô Giang Si đã khám phá một hình ảnh Guru Rinpoche Kusap như một tơ ma, và vị bảo trợ tơ ma yêu cầu ngài không cho mọi người thấy nó cho tới khi ngài gặp Tô Trúc Trang. Ngài cúng dường cho lễ cầu nguyện Môn Lam tại Lhasa. Nhiếp chính Tê Mô tỏ ra hết sức tôn kính và biết ơn ngài. Bởi Tô Trúc Trang đã già và Tô Trang Si rất cần phải nhận toàn bộ giáo lý từ vị thầy này, các tôn cu tri cung rất buồn khi phải đồng ý để Tô Trang Si trở về Kham trong lúc này. Khi ngài và nhóm của ngài đến miền Tây tỉnh Kham, một sứ giả của Tô Trúc Trang đến gặp và nói rằng xin đến mau mau, để những đại diện của tri cung và Tê Rê ở lại với nhóm chính. Tô Trang Si và 10 người phi ngựa thật nhanh không nghỉ, ngoại trừ một ngày nghỉ ngơi tại ẩn thất của cha quê Nhung Cu ở Sachuka. Sau vài ngày, vào ngày mùng 10 tháng 7 năm Dậu Hỏa năm 1816, Tô Trang Si có mặt tại Gia Lung, Bimako trước sự hiện diện của Tô Trúc Trang. Tô Trúc Trang nói: ta có nhiều giấc mơ tiên tri và sức khỏe của ta cũng không tốt, nhưng mọi chướng ngại cho sinh mạng của ta đã bị dẹp bỏ tạm thời nhờ năng lực của Tô Ba Kham Chi Quang Chu Ma, ngoại trừ những linh kiến của ta bị che chướng. Ngài nói thêm: trong mùa đông, ông nên đi tới tu viện Ca Thúc để nhận một vài giáo lý cần thiết từ đại thành tựu giả Getsi và từ Tôn Cu Dinh Chong nữa. Ta muốn thấy ông hoàn tất những nghiên cứu cần thiết trước khi ta chết. Tô Trang Si nhận thêm những minh giảng và giáo huấn về các giáo lý Sa Lung và Gocha Gaha Tantra. Tại Ca Thốt, Tô Trang Si nhận nhiều quán đảnh, giáo lý và những tu tập từ đại thành tựu giả Getsi. Chúng gồm có những quán đảnh phức tạp Tu Ba Tu trong 15 ngày và những trao truyền Kama và Tư Ma khác. Getsi nói: như đã được vị Chan Si tiền nhiệm Rinmi Limpa tiên tri, tu viện Ca Thốt là một nơi hộ trì giáo lý Long Chan Nhân Thích. Vì thế, trong tương lai, ông nên phụng sự giáo pháp bằng cách kết hợp hai truyền thống Ca Thốt và Long Chan Nhân Thích lại với nhau. Tô Chan Si cũng nhận giáo lý từ các tôn cu Rinh Chong và Mosa của tu viện Ca Thúc và Nam Kha Sewan Chóc Trúc của tu viện Cha Rong. Ngài đã nhận lung tức truyền khẩu Nhin Ma Chu Pung từ Rinmi Gosa của tu viện Ki Lung, một đệ tử của Rinmi Limpa. Trong sự trao truyền đó, trong một giấc mơ, ngài nhận những giáo lý và sự giao phó Gucha Gaha Tantra từ Vimalamitra. Và trong một tháng, ngài cảm thấy mình đã nhớ lại tất cả những chữ và nghĩa của Tantra. Năm 1818, khi đang ở Rachuka, ngài có một kinh nghiệm. Một người đàn bà với một đoàn tùy tùng đông đảo dẫn ngài tới một cung điện pha lê. Ở đó, ngài nhìn thấy Guru Rinpoche hợp nhất với vị phối ngẫu
Tô Chang Si nhận 4 quán đảnh từ các phối ngẫu của Guru Rinpoche và sau đó họ tan hòa vào Tô Chang Si. Trong một lát, Tô Chang Si đắm chìm trong bản tánh tối thượng, thoát khỏi những sự diễn bày. Khi Ngài rời cung điện Pha Lê, Ngài được gặp những vị bảo trợ xứ Linh. Họ cũng ban cho Ngài các gia hộ. Sau đó, cưỡi một con ngựa trắng, Ngài trở về trụ xứ của Ngài và tỉnh dậy. Cha Quy Nhung Cu và Lô Giang Nopu đang chờ đợi với sự lo lắng và nói: Ngài rơi vào giấc ngủ và không thức dậy trong 3 ngày. Yochen Rinpoche đã tới cầu nguyện và nói: Chẳng có gì phải lo. Cha Quy nói xen vào: Mọi linh kiến mà Ngài có được khi chưa tới lúc, xin đừng thuật lại cho bất kỳ ai, kể cả Yochen Rinpoche. Nếu Ngài không giữ bí mật các linh kiến, có thể có nhiều trở ngại. Nếu Ngài giữ bí mật, những thành tựu sẽ đến thật nhanh chóng. Mặc dù Tô Chang Si không thuật lại điều gì, Cha Quy Nhung Cu cũng biết những linh kiến đó là gì nhờ sự thấu thị của Ngài. Tô Chang Si đã khám phá giáo khóa về Pema Chapo như một tư ma. Tô Chang Si sống thêm một thời gian ở cung điện của Si Qua Tô Rê Rinjin, vua xứ Tê Rê, mà lẽ ra không cần thiết phải như thế. Lý do là vì các thị giả của Ngài thích ở đó hơn nơi ẩn tu của Tô Trúc Chang, do bởi sự thịnh vượng cao quý và năng lực ở đó. Một hôm, Tô Chang Si chỉ dẫn cho chị của Ngài và một thị giả của một bà lão hành khất trong thung lũng kia hãy biếu bà ấy Sampa, thịt và bia chang này giùm tôi. Khi họ tới đó, bà lão giận dữ ném Sampa đi nhưng thưởng thức thịt và bia chang. Chị Ngài nhìn thấy bà lão trong thân ánh sáng và ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào từ nước tiểu của bà. Trong khi la mắng người chị dữ dội, bà lão đưa cho người chị thức gì đó để uống và gửi một ít tu si, nghĩa là một chất thuốc được gia hộ cho Tô Chang Si với thông điệp: Con trai yêu quý, đừng ở xứ này quá lâu. Ở đây những nguyên nhân tốt lành đã trở nên u ám. Hôm sau, họ trở lại nơi đã tìm thấy bà lão ngày hôm trước với một ít thực phẩm nữa, nhưng không có chút vết tích gì chứng tỏ là từng có người sống ở đó.